Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Quân Channel của mình nha. Và ngày hôm nay là mình sẽ tiếp tục cho nhông ăn nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ cho nhông ăn cái gì? Thì đây, mình mới sắc mít xong. Mít thì mình sắc nhỏ nhỏ như thế này. Và xoài thì mình lột ra như thế này nha các bạn. Lột vỏ ra và để riêng trái. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng theo chân mình đi vào trong chuồng nhông để cho nhông nó ăn. Đây, các bạn nhìn đây. Mình đi tới gần thì nó sẽ chảy hết nha các bạn. Còn bây giờ thì nó đã chảy hết rồi. Trong chuồng nhông thì mình có để sẵn mấy cái miếng gạch men như thế này để mình bỏ lên cho nó khỏi dính cát nha các bạn. Đó, mình sẽ bỏ lên đây một ít mít. Rồi cộng với một trái xoài. Đó, trái xoài thì mình bỏ ra đất luôn cũng được. Bỏ lên chỗ cỏ cho nó ăn. Đó, rồi. Thì vì gạch men nó rất là trơn, mình bỏ cái xoài lên nó bị trượt đi. Bỏ thêm cho nó mít nữa. Rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên đây. Ở bên đây thì mình cũng có một miếng gạch men nha các bạn, mà mình cũng làm tương tự như vậy. Rồi. Và bỏ ở đây một trái xoài nữa mà. Phải kiếm cái chỗ nào cho nó sạch một chút. Đây. Đây đi. Đó. Rồi. Còn như đây mình sẽ đào bỏ đào bên kia nữa. Vậy là buổi sáng ngày hôm nay mình đã cho nhông ăn nha các bạn. Hiện tại đang giờ là 7 giờ sáng. Thì các bạn chú ý là cho nhông ăn vào buổi sáng sớm. Và sau đó thì mình hạn chế là tiếp xúc với lại nó. Tại vì nó rất là nhát. Mình bỏ thức ăn xong thì mình ra ngoài để cho nó lên ăn. Vậy thôi. Nó ăn thì tầm tới 12 hoặc là 1 giờ trưa gì đó nó sẽ xuống hang lại. Và chiều thì nó không có lên. Và các bạn có thắc mắc là vì sao mà nhông nó không có ăn, không có uống nước không? Thì tại vì á, trong trái cây này á, nó đã có nước trong đó và con nhông á, nó cần một cái lượng nước rất là ít. Cho nên là khi nó ăn trái cây thì nó sẽ hấp thụ nước thông qua trái cây đó luôn. Đó, nó là như vậy. Cho nên là các bạn không cần cho nó uống nước. Vậy thôi. Rồi thì hiện tại đã là buổi chiều rồi các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem thì cả ngày hôm nay nó đã ăn như thế nào. Đó thì hồi sáng thì mình đã bỏ mít cho nó ăn nè các bạn. Và xoài nè, xoài thì hiện tại bây giờ chỉ còn cái hột không thôi nè các bạn. Đây, bạn thấy không, nó ăn chỉ còn cái hột không thôi. Còn phía bên đây thì nó còn thịt một chút nè. Đó, nhưng mà thịt này nó bị lấp dưới cát này cho nên là nó ăn không có được. Còn cái này thì nó chỉ ăn còn cái hột thôi. Rồi. Đó, thấy các bạn thấy nó ăn nhiều chưa? Rồi vậy thôi các bạn. Rồi ok, video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.